Cô Văn Khánh xin chào các bé yêu quý. Các bé thân mến, tối nay cô Văn Khánh sẽ gửi đến các bé một câu chuyện cổ tích Triều Tiên có tên gọi Cây sáo bằng gỗ thủy liễu, kể về cây thủy liễu kỳ lạ trên hòn đảo Rùa. Cô Bạch Phượng sẽ kể câu chuyện này cho chúng mình nghe nhé. Ngoài biển phía bắc cực nam đất nước nọ, có một hòn đảo lớn. Hòn đảo có tên là đảo Rùa. Trông nó rất giống một con rùa. Trên đảo Rùa có một cây thủy liễu. Người ta bảo cây thủy liễu đó sống tới 1.000 năm. Đã có một thời nó từng cứu hòn đảo thoát khỏi tay quân thù và trừng trị lũ quân xâm lược tàn bạo. Chiều chiều, các bô lão trong làng thường tụ tập quây quần dưới bóng cây thủy liễu và kể lại những câu chuyện cổ tích kỳ diệu. Đàn cháu nhỏ được một ông lão đánh cá kể cho nghe một câu chuyện như thế. Lão ông ngư phủ bảo, đấy không phải là chuyện cổ tích, mà là chuyện có thật. Kể ra, rất có thể, đúng là như vậy. Hãy lắng nghe nhé! Ngày xưa, từng có những người dũng cảm, cường tráng sinh sống trên đảo Rùa. Họ không hề xúc phạm ai và cũng chẳng sợ ai. Chính vì thế, khi từ ngoài biển, những kẻ ngoại bang tàn bạo đến xâm lược, dân đảo muôn người như một đều nhất tề đứng lên bảo vệ quê hương. Họ không đông, còn bọn ngoại bang thì từng bầy, từng lũ lúc nhúc. Họ là những người đánh cá hiền lành, còn quân giặc là những kẻ suốt đời chuyên làm cái việc đi cướp bóc đất người. Dân đảo đã chiến đấu kéo dài bao ngày đêm. Cuối cùng, họ bị quân giặc tiêu diệt và trên đảo chỉ còn lại trẻ con và đàn bà. Còn quân giặc cướp đoạt của cải, chất lên những con tàu lớn, chở đi ra biển khơi. Những người đàn bà thu nhặt thi thể các chiến sĩ ngư dân mai táng vào một ngôi mộ chung, đau khổ khóc lóc, rồi chia tay nhau về lo thu xếp lại nhà mình. Sang ngày hôm sau, họ lại ra thăm mộ, thì trên ngôi mộ đã thấy mọc lên một cây thủy liễu. Cây đã cao to từ lúc nào, cành lá buông rũ xuống tận đất, dường như muốn che phủ cho các chiến sĩ dũng cảm. Những người đàn bà nhìn ngắm cây thủy liễu đẹp tuyệt trần hồi lâu, không biết chán. Sau đó, một cô gái xinh đẹp nhất trong số họ bước lên bên cây, cắt lấy một cành và khéo léo làm thành một cây sáo. Từ đó, ngày ngày, cô gái thổi sáo tiêu bằng cành thủy liễu và mọi người ai cũng thích lắng nghe. Một hôm, mọi người đang quây quần nghe sáo bằng cành liễu, thì bỗng nhìn thấy trên biển lại xuất hiện những con tàu lớn. Bọn ngoại bang xâm lược lại mò tới đảo. Những người phụ nữ của đảo vội chạy về nhà lấy dao, kiếm, đinh ba ra đứng chấn bên bờ. Họ bảo nhau, không cho kẻ thù qua. Còn những con tàu lớn mỗi lúc một vào gần hơn. Trên sàn tàu, quân lính mặc áo giáp, mũ sắt, lăm lăm gươm giáo tuốt trần, lá cờ giặc phấp phới trên đỉnh ngọn cột buồm. Đến lúc đó, người ta bảo cô gái, em thổi một khúc nhạc gì lên đi, cho chúng thấy chị em chúng mình không sợ gì chúng. Cô gái đưa cây sáo lên môi, tiếng nhạc êm dịu lan đi khắp nơi. Ngay tức khắc, một con sóng khổng lồ dâng cao, cuồn cuộn cuốn đi những con tàu giặc và lật nhào chúng, tựa hồ như những chiếc lông chim. Tàu giặc hết thảy đều chìm nghỉm xuống đáy biển. Ông lão đánh cá đã kể cho đám trẻ con câu chuyện cổ tích như vậy. Còn bọn trẻ lại hỏi lại ông cụ. Ông ơi, thế mà bây giờ cây sáo ấy đâu rồi? Đấy lại là một chuyện khác. Ông lão rít thêm một hơi thuốc rồi kể tiếp. Từ phương Bắc, quan tổng trấn mới đến bảo, ông ta nghe nói đến cây sáo thần kỳ
bèn tước đoạt của cô gái đem về để tự mình thổi. Ông ta ra sức thổi. Nhưng cây sáo vẫn im lặng. Sáo không chịu mua vui cho quan. Bấy giờ, ông ta cất sáo vào một chiếc hộp vàng khóa chặt. Còn bọn ngoại bang lại tập họp một đạo quân lớn tiến đánh hòn đảo Rùa. Những con tàu của chúng chưa kịp tiến sát tới bờ đảo, thì cây sáo thủy liễu nằm trong hộp vàng tự nhiên lên tiếng. Thế là lập tức ngọn sóng lớn lại dâng lên trên mặt biển, lật sấp tất cả bấy nhiêu tàu giặc, tựa hồ như những chiếc lông chim. Thế là lũ giặc chết chìm dưới đáy biển. Hoàng đế của đất nước bên kia biển lớn tức giận, quyết giao cho con trai cả phải đến được hòn đảo, tìm cách dò la cho biết được nguyên cớ vì sao tàu của mình không tiến được vào bờ đảo. Con trai hoàng đế cải trang, mặc quần áo người vùng đảo, lên một chiếc thuyền nhỏ, bơi thẳng vào đảo. Ghé được lên đảo, anh ta tìm thẳng tới dinh thự quan tổng trấn. Quan tổng trấn đang ngồi trên ghế bành, được nghe bẩm của tên hầu. Thưa ngài, ngoài kia có một đức ông xin được tiếp kiến. Quần áo ông ta là của người đảo ta, nhưng dáng điệu, phong thái là của người nước ngoài. Không phải việc mày xét đoán, đồ ngu ngốc. Quan cao giọng quát mắng tên đầy tớ. Ra mời ông ta vào đây. Con trai của hoàng đế bước vào, kính cẩn cúi rạp chào quan tổng trấn. Kính thưa quan đại thông thái, kẻ tiện nhân ước muốn được hầu hạ đại quan, xin hết lòng mãi mãi vì đại quan. Quan tổng trấn cười hài lòng. Cho đến nay, ông ta chưa từng được ai... Nên dù có chuyện gì xảy ra, cây thủy liễu và những cây sáo làm từ cành vẫn không rời hòn đảo, bảo vệ sự bình yên cho hòn đảo đấy, các bé ạ. Bây giờ là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi đấy, các bé yêu quý ạ. Trước khi đi ngủ, các bé cùng nghe bài thơ Cây Lúa của nhà thơ Thái Vĩnh Linh qua giọng du của nghệ sĩ Thanh Loan. Chúc các bé ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại các bé trong chương trình tối ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt. Chăm
rồi lại tháng năm, mùa mùa cây lúa âm thầm hiến dâng. Mặt trời lúa luôn đền đáp công người bón chăm. Tháng mười rồi lại tháng mùa mùa cây lúa âm thầm hiến dâng. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chị Hương Giang rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, xưa kia ở đất nước Triều Tiên xa xôi có một chàng trai tên là Ca Đông. Chàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bố mẹ chàng phải chịu nhiều thiệt thòi bởi có người em trai tham lam, độc ác. Ca Đông ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình nên rất chịu thương, chịu khó giúp đỡ bố mẹ. Liệu rằng với sự chăm chỉ của Ca Đông, gia đình chàng có no ấm, cha mẹ chàng có đỡ vất vả? Sau đây chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích Triều Tiên có tên Chiếc Rìu Chỉ Đường để cùng tá mà ai qua cũng bỏ vào, hình thành chỗ cúng thần núi. Cậu vừa bỏ đá, vừa khấn thần núi phù hộ. Cậu bỗng thấy chiếc rìu nhảy ra khỏi bao, bay đi trước mặt và nghe một giọng nói nhỏ. Hãy đi theo ta vào rừng. Cậu nhìn quanh, không có một bóng người, chỉ là chiếc rìu hơi ánh lên chập chờn trước mặt. Con đường thật là khó đi, phải nhảy qua rễ cây, vượt bụi rậm, bước trên thảm rêu lầy thụt, qua những đống đá sụt lở, lại vào rừng vất vả, leo qua những cây khổng lồ bật rễ nằm chắn ngang đường. Chân tay bật máu, áo quần rách nát, nhân sâm thơm ngát. Thần núi bảo, cậu ăn đi để lấy lại sức mà về. Cậu bé đang đói, không đợi phải nhắc lại. Cậu ăn bao nhiêu cũng được, vì thức ăn bao giờ cũng đầy. Muốn cảm ơn người tí hon thì người này đã biến mất. Ca Đông bèn cắt dây rừng, buộc chiếc bàn nhỏ, cây gậy thần, rồi thu vén ra về. Chiếc rìu bay trước chỉ đường cho cậu. Vợ chồng Kin Ly mừng rỡ lắm vì món quà của thần núi, càng vui sướng vì con trai họ đã bình yên trở về. Sáng hôm sau, hai bố con trở lại chỗ cây thông linh thiêng. Họ lại tạ ơn,
để một hòn đá vào đống đá cũ và một đồng tiền nhỏ cuối cùng của họ bằng đồng. Từ ngày đó, hạnh phúc trở về với gia đình Kinley. Qua một thời gian, họ lại có tài sản, tiện nghi đầy đủ. Bố con thỉnh thoảng lên núi với chiếc gậy thần. Bao giờ về cũng mang theo một vật gì trong căn nhà đang thiếu. Chòm xóm thấy gia đình họ đã sửa sang lại căn lều, trang bị tốt. Ai ai cũng mừng cho cuộc sống của họ vì biết họ ngay thật, chăm làm. Nhưng cũng có người ghen tị. Đó là vợ chồng người em Suri. Vợ bảo chồng đến nhà người anh xem thế nào. Chồng chiều lòng đến nhà Kinley. Người anh mời em vào phòng khách. Suri kinh ngạc sững sờ. Giữa phòng là một lò than bằng đồng. Góc nhà có giá đèn sáp bằng vàng nhiều ngọn. Dưới đất trải tấm thảm quý và gối dựa nhiều màu. Người giàu có nhất làng cũng không trang bị xa hoa đến vậy. Người anh thành thật kể lại sự việc xảy ra. Suri bảo, chúng ta là anh em, vui buồn, cần chia sẻ cùng nhau. Anh cho tôi mượn chiếc gậy thần và chỉ cho tôi chỗ linh thiêng đó. Kinley đưa rìu gậy cho em và nói, anh mong em không quên điều em vừa nói. Đêm đến, dưới ánh trăng hạ tuần, người em đi ngay đến chỗ cây nhân sâm, ra lệnh. Ta muốn có vàng, to bằng nắm tay này. Anh ta đưa tay ra để thần núi thấy. Bỗng nhiên bàn tay biến thành vàng. Lúc đầu mọi người trong nhà vui mừng, nhưng niềm vui đó chóng trở thành băn khoăn. Vì bàn tay Suri nắm lại, không mở ra được nữa, không dùng làm gì được, biến anh ta trở thành người tàn tật. Một đêm sáng trăng, Suri và vợ cùng trở lại chỗ cây nhân sâm và nói, lạy thần núi, tôi cầu xin người lấy lại vàng ở tay tôi và trừng phạt tôi vì tham lam, thế nào cũng được. Yêu cầu đó được thực hiện. Cả hai vợ chồng bị một trảm. Vị thần ban tặng gia đình Ca Đông phần thưởng xứng đáng. Còn vợ chồng người chú tham lam đã có bài học thích đáng để sống tốt hơn. Các bé ơi, đêm đã về khuya rồi. Trước khi chợp mắt, chúng mình cùng nghe bài thơ Em nghe mưa hát của tác giả Vũ Tư qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương nhé. Chúc các bé ngủ ngon, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web vov6.vov.vn. Nổi lên xòe nổ xòe hoa đầy vườn, Ngô Lai xóa tóc bồng con, dì già chuyện mạch sữa thơm lên nạ cành, diễu gian là luống đậu nành, đấm lưng các bạn cười xanh một nạ vùng. À ơi, à ơi, hạt vừng bừng tỉnh giấc nồng, cựa mình lách lớp đất hồng, đứng ngả lên mầm xinh như ngón tay em, hua hua đón hạt mưa êm thấm mà vào, làm duyên chị lúa đồng cao, thắt lưng biêng biết
đợi vào đồng non. Hạt mưa như hạt ngọc tròn đồng trên mi lúa, cơm ngon hẹn rồi. Hay không hạt nước của trời góp thành hạt gạo nuôi người hôm nay. Em nghe những hạt mưa bay, tưởng nghe nốt nhạc dâng đầy quê xuân. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, trong chuyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người đấy các bé ạ. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta đâu. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong chuyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, chú Vịnh Sương sẽ kể cho các bé nghe chuyện Con chim côn cút và hai chú bé mồ côi. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Theo tập quán từ xưa để lại, khi nào cha mẹ qua đời sớm thì các con nhỏ sẽ được chú thím đứng ra nuôi dưỡng. Tiếng thế, nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp kia thật là khốn khổ. Chẳng một ai ngó ngàng đến chúng. Bởi vậy, hai anh em gầy đói dơ xương, quần áo rách mướp. Chẳng còn trông mong gì được ở chú thím, hai chú bé mồ côi đành phải cầm bát nhỏ bằng vỏ dừa đi ăn xin quanh xóm làng. Khi thì chúng xin được lưng bát cơm nguội, khi thì được rúm gạo hoặc nắm cám. Không có nồi niêu để nấu, chúng chặt ống tre ống nướng thay cho cám và rau dại vào nồi đốt lên ăn. Ăn qua tháng qua ngày, ăn qua ngày qua tháng. Một hôm, lúc hai anh em đang chặt tre để nấu ăn thì nghe thấy rõ ràng tiếng chim cun cút. Pi pi cau, đón bắt tôi mau, đón bắt tôi mau. Nuôi tôi với, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Hai chú bé sừng sốt lắng nghe, rồi tròn xoe mắt nhìn con chim cun cút. Còn con chim, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Thấy vậy, hai anh em nói với nhau, đúng là nó bảo anh em mình đón nó về nuôi rồi. Hai chú bé mang con cun cút về nhà, cắm một cành cây ngoài sân, rồi cho nó đậu lên đấy. Người ăn gì thì chim ăn nấy. Hai anh em cho cun cút ăn cơm nguội, cám nấu với rau rừng. Được một lúc, con cun cút lại hót. Pi pi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Nghe thấy thế, hai chú bé liền đặt con chim cun cút vào một cái rổ, rồi lấy rơm dạ lót xung quanh. Để con chim ở nhà, hai anh em lại cầm bát đi các làng xin ăn. Hôm ấy, chúng chẳng xin được gì, bụng đói meo. Hai anh em về nhà ôm nhau đi ngủ từ chập tối. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy,
Hai anh em đã nghe con cun cút hót. Pipi cau, ra xem mau, tôi đã đẻ trứng rõ nhiều. Nghe chim hót, hai anh em rủ nhau đến nhìn. Ô, thật lạ kỳ, dưới bụng con chim đã có lưng rổ gạo trắng ngần. Hai chú bé sung sướng quá, thế là hôm nay chúng được ăn uống no nê rồi. Các bé có biết không, ngày hôm sau, con cun cút cũng bảo hai anh em ra lấy gạo, vừa mới lấy xong, nó lại bảo ra lấy nữa. Cứ như thế suốt ngày, đến chiều tối thì chẳng còn thúng mùng nào để mà đựng gạo. Không còn cái đựng, hai chú bé đành phải đổ gạo ra nền nhà. Con cun cút lại hót tiếp. Pipi cau, cho tôi vào trong nhà mau, tôi sẽ đẻ trứng rõ nhiều. Hai chú bé đưa con chim vào nhà, chẳng bao lâu khắp mấy gian nhà đã đầy ắp gạo. Từ hôm đó, hai chú bé mồ côi được sống no đủ. Hàng ngày chúng mang gạo vào làng đổi lấy thịt, lấy rau, lấy áo quần và những đồ dùng khác nữa. Tiếng đồn về hai anh em mồ côi bỗng chốc thừa thãi gạo thóc đã bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một hôm, ông chú đến tận nhà các cháu mình hỏi. Có phải dạo này hai cháu thừa thóc gạo ăn rồi phải không? Thưa cha, vâng ạ. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Từ ngày mồ côi cha mẹ, hai anh em vẫn coi chú như cha, mặc dù ông ta đối xử với các cháu còn tệ hại hơn cả người dưng nước lã. Ông chú chắp tay sau lưng bước vào nhà. Lập tức, mắt ông ta lóa lên vì thóc gạo và sinh lòng tham lam ghen tức. Bọn nhãi này mà lại nhiều gạo thóc hơn vợ chồng ta, ông ta nghĩ. Và cố gắng nén lòng ghen tị, ông ta ra vẻ ôn tồn hỏi. Này các cháu, làm thế nào mà lại có nhiều thóc gạo thế? Đổ gạo ngay trên nền nhà thế này, không khéo bị mốc hết mất thôi. Hai anh em nhìn nhau dò hỏi, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không? Thì ông chú lại nói tiếp. Chú thấy hai anh em mày không cày cấy, không gặt hái gì cả mà lại lắm gạo nhiều thóc. Thế thì chỉ có đi ăn trộm. Nghe chú nói như vậy, hai anh em liền kể cho chú nghe đầu đuôi câu chuyện về con chim cun cút. Ông ta vừa lắng tai nghe, vừa đảo mắt nhìn nghi nghi hoặc hoặc. Biết chú mình chưa tin hẳn, hai anh em nói, chú chờ một lúc nữa xem, nó sắp hót bây giờ đấy. Quả nhiên, ông chú ngồi chưa ấm chỗ, thì con chim cun cút đã nói, pipi cau, đầy rồi đấy, chuyển tôi mau. Ông chú đứng dậy, nhìn vào cái thúng, thì quả thực gạo đã đầy đến miệng, máu tham đã dồn lên mặt. Ông chú nhìn con chim cun cút chằm chằm và nói, độ này nhà chú túng bấn quá, chẳng còn lấy một hạt gạo nào bỏ vào nồi. Các cháu cho chú mượn tạm con chim này ít bữa nhá. Tạm đủ gạo ăn, chú sẽ đem chim đến tận nhà trả các cháu. Cả tin, hai chú bé đưa cho ông chú mượn con chim cun cút và dặn dò chú cách chăm sóc con chim cẩn thận. Ông chú nói qua quýt, rồi vội vàng ôm con chim về nhà mình. Vừa về đến nhà, ông ta vội vàng giỏng tay lên, chờ con chim cun cút hót. Một lúc sau thì con chim có hót thật. Pipi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Ông chú cuống cuồng đem rổ tới, đặt con chim vào rồi cứ hong hóng nhìn. Ông ta nóng ruột nóng gan, bước qua bước lại. Một lúc sau, con cun cút hót. Pipi cau. Ông chủ chạy bổ đến cái rổ, lật lên xem. Gạo thóc thì chẳng thấy đâu, mà là toan cám. Tức quá, ông ta nghĩ con chim cun cút đã chơi xỏ mình. Ông ta có biết đâu rằng hai đứa cháu mình đã từng phải ăn thứ cám bổi ấy qua ngày. Cho bỏ tức, ông chú liền bóp chết con chim của cháu mình, rồi đem làm thịt, rồi nướng chả ăn. Các bé có biết không? Được ít ngày, khi thóc gạo trong nhà đã vơi, hai đứa bé dắt nhau đến nhà chú, xin lại con chim, thì ông chú nói. Con chim ấy không đẻ ra thóc gạo nữa, nuôi làm gì cho tốn cơm, tao đã làm thịt ăn rồi. Tiếc làm gì cái con chim điêu chắc ấy.
Hai đứa bé thương xót con chim, òa lên khóc nức nở. Chúng hỏi ông chú có còn giữ lông và xương con chim không, thì ông ta gắt. Cả con chim tao còn chẳng tiếc nữa là lông với cả xương chim. Lông thì tao đốt rồi, còn xương thì tao vứt vào bếp, còn tiếc thì vào trong ấy mà tìm. Hai anh em bảo nhau vào bếp bới cho than để nhặt xương chim mang về, đem chôn rất cẩn thận ở góc vườn. Ba ngày sau, hai anh em rủ nhau ra thăm mộ con chim cun cút, thì thấy trên đó mọc lên một thân cây nhỏ, lá sắc nhọn như dao. Sau ba ngày nữa, hai chú bé mồ côi lại ra thăm mộ chim. Lần này, cái cây lớn nhanh như thổi, thân cành cứng như sắt luyện. Tiếp ba ngày nữa, cái cây kia đã cao lớn, cành lá tùm, dợp mát cả một góc vườn. Hai chú bé vui mừng lắm, chúng leo trèo lên cây, ngắt vài chiếc lá, đem về cắm vào lọ cho vui cửa vui nhà. Cứ ba ngày một lần, hai chú bé lại đến thăm cây của chúng. Một lần, hai anh em nhìn lên cành cây thì có một bông hoa bằng vàng lấp lánh. Ngày lại ngày, những bông hoa bằng vàng đua nhau nở rộ, những cánh hoa vàng là tả rụng đầy mặt đất. Hai anh em nhặt hết về nhà, mang cánh hoa bằng vàng đi đổi lấy gạo thịt, mua sắm nhiều thứ đồ dùng quý giá. Lời đồn đại về hai chú bé mồ côi bỗng trở nên giàu có đã đến tai nhà vua xứ này. Ông ta không tin ở đây lại có nhiều người vàng bạc châu báu hơn mình. Nhưng khi biết rõ quả thực kho báu của nhà vua chẳng thấm gì vàng bạc của hai chú bé mồ côi, thì nhà vua liền phán: tất cả của cải trên vương quốc này là của ta hết thảy. Và rồi nhà vua thân hành đến tận nơi xem cái cây kia nở hoa bằng vàng và lệnh cho quân lính ngả xuống đem về cung cấm. Thân cây, cành cây đều cứng như sắt nên dao nào chém vào cũng bị quằn, bị mẻ. Hết toán lính này đến toán lính khác thay nhau chặt cây mà vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua tức lắm. Ông cho gọi hai đứa bé mồ côi: nếu cái cây này đúng là của hai anh em mày thì mày thử chặt xem sao. Hai đứa bé mồ côi mỗi đứa cầm một con dao vót bằng tre đến bên gốc cây kia. Chúng chỉ khẽ chạm vào thân cây, tức thì cái cây từ từ nằm dạt xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Và từ đó, hai chú bé của chúng ta sống yên vui với cái cây quý báu của mình. Các bé vừa nghe chú Vịnh Sương kể chuyện cổ tích thế giới, con chim cun cút và hai chú bé mồ côi. Hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng, thật là đáng yêu phải không các bé? Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những con người tốt bụng. Các bé nhớ nhé, hãy giúp đỡ những người khác và cả những loài vật đáng yêu nữa. Điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Cô Tấm Của Mẹ của nhà thơ Lê Hồng Thiện do nghệ sĩ Minh Phương thể hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau. Quả thì bước xa bé làm cô tâm giúp bà sâu kim thổi cơm nấu nước bé em mẹ về khen. Oh.
việc lặng thầm. Bàn tay của bé đỡ đần giỏi, bé nết na, bé là cô tâm, bé là con ngoan. Ông nội nặn một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ này có cái tai nho nhỏ, cái đầu tròn tròn, đôi mắt to to, thân hình mập mạp. Nó đang thò móng vuốt trước ta, trông giống y như thật, trông thật vui. Bé My trông thấy nói, ôi, con mèo đất nhỏ, đẹp quá. Ông cho cháu nhé, cho cháu nhé. Ông nội cười nói, đừng vội. Con mèo nhỏ vẫn chưa tô màu mà. Ông nội nói xong, lấy màu ra trang trí cho con mèo đất nhỏ. Chỉ một lúc sau, đã tô màu xong. Ồ, lúc này, trông con mèo đất nhỏ càng đẹp hơn. Bộ lông đen óng này, những móng vuốt nhỏ trắng tinh như tuyết, hai mắt xanh và còn sáng ngời nữa. Bé My vừa trông thấy vậy, lại càng thích. Con mèo đất nhỏ đẹp quá. Ông cho cháu nhé. Ấy, từ từ đã nào. Con mèo đất nhỏ vẫn chưa khô. Để nó lên bục cửa sổ, phơi nắng một lúc đã cháu. Bé My nghe lời ông. Cô bé để con mèo đất nhỏ lên bục cửa sổ, phơi nắng, rồi lên giường đi ngủ. Buổi tối hôm đó, trăng trên trời tròn vành vạnh và sáng vô cùng. Ánh trăng chiếu lên mình con mèo đất nhỏ. Đôi mắt của con mèo đất nhỏ mở to, sáng lên xinh đẹp. Nhìn bộ lông đen óng của ta, ai có thể sánh được chứ? À, ta nên ra ngoài đi dạo một vòng để mọi người được ngắm nhìn ta. Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ? Bên cạnh cửa kính có một cái cửa sổ nhỏ dán giấy. Mèo đất nhỏ nhảy tới, giơ móng vuốt ra trước, xé một lỗ to trên cửa sổ bằng giấy. Nó cúi thấp đầu xuống một chút, rồi chui ra ngoài cái lỗ đó. Vừa hay phía bên ngoài sát với cửa sổ, có một chiếc thuồng sắt. Mèo đất men theo chiếc thuồng sắt đó, oạch một cái, đã ở dưới vườn rồi. Bỗng mèo đất nghe thấy tiếng cục cục. Ồ, không biết cái màu đỏ và cái mỏ nhọn kia là gì nhỉ? Này, cậu là ai? Tôi ư? Tôi mà cậu cũng không biết sao. Tôi là con gà trống nhà bé My đây. Thế cậu làm gì ở đây? Tôi ở đây gác đêm. À, chính là canh gác bên cạnh lồng gà ấy. Trông giữ gà con của chúng tôi. Một lát nữa trời sáng, tôi còn phải gáy để mọi người thức giấc nữa. Mèo đất nhỏ nghe vậy lắc lắc đầu nói. Làm những việc này thật tốn công. Tôi chẳng phải làm việc gì cả. Mà anh nhìn xem, tôi xinh đẹp thế này, ai trông thấy cũng phải ngợi khen tôi. Gà trống cười cùng cục. Thôi đủ rồi, cậu đừng có mà khoác lác nữa. Tôi biết, cậu là con mèo nặn bằng đất. Nếu như không có ông nội của bé My, thì sẽ chẳng có cậu. Nếu như không tô màu cho cậu, thì cậu cũng không được xinh đẹp như thế này đâu. Mèo đất tức giận nói. Tôi không chơi với anh nữa. Nói rồi, nó quay đầu và chạy đi. Mèo đất nhỏ đi trong làng, ngó bên này một chút, nhìn bên kia một chút. Trông thấy một cái ao nước long lanh. Nó bước đến gần. Ha ha, nước trong vắt, có thể soi được cả bóng mình vào trong đó. Cái tai nhỏ xíu, cái đầu tròn xe và toàn thân là một bộ lông đen óng. Mèo!
ta thật là xinh đẹp. Ộp, ộp, ộp. Ơ, lại là cái gì thế nhỉ? Ồ, có một thứ gì nho nhỏ, mặc áo màu xanh. Cậu là ai thế? Ộp, ộp, tớ là ếch con. Còn cậu là ai? Tôi ư? Mèo đất nhỏ ngẩng cao đầu hãnh diện nói. Tôi là mèo đất nhỏ của nhà bé Mi. Cậu nhìn xem này, tôi có đẹp không? Ếch nhỏ gật đầu đáp. Ộp, ộp, ộp. Nhưng cậu có biết bắt chuột không? Mèo đất nhỏ lắc đầu nói. Chuột gì cơ? Tôi không hiểu. Sao cậu ấy lại không hiểu nhỉ? À, cậu ấy chỉ là mèo đất thôi mà. Ếch nhỏ ôm bụng cười. Ộp, ộp, không bắt chuột thì còn gọi gì là mèo cơ chứ? Họ nhà ếch chúng tớ đều biết bắt những loài côn trùng gây hại, bảo vệ hoa màu đấy. Mèo đất nhỏ nói. Cậu cười gì chứ? Tôi xinh đẹp không ai sánh bằng mà. Ếch con cố hết sức nhịn cười nói. Cậu là do người ta nặn ra. Cậu xinh đẹp là bởi vì sơn màu đẹp thôi. Mèo đất nghe vậy tức giận vểnh râu lên. Hứ, các ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào màu sắc thôi sao? Không có màu thì ta vẫn đẹp như thế này. Nếu không tin, ngươi thử nhìn xem. Mèo đất nói dứt câu, liền định nhảy luôn xuống nước. Ếch con vội vàng ngăn lại. Không được nhảy, không được nhảy. Mèo đất nhỏ không nghe lời, giận dỗi nhảy tùm xuống nước. Trời ơi, vậy là không xong rồi. Màu đen óng ả trên mình mèo đất trong chốc lát bị nước làm tan ra. Đôi mắt xanh cũng bị mất màu, móng vuốt màu trắng biến thành màu vàng. Đất cứ tan chảy dần. Ếch con sợ quá, kêu lên. Ộp, ộp, hỏng rồi. Ộp, ộp, mèo đất nhỏ nhảy xuống nước rồi. Ếch nhỏ có cái cổ họng to, nó vừa kêu lên như vậy. Gà trống. Nhà bé Mi đã nghe thấy luôn. Lúc này trời cũng gần sáng. Gà trống cất tiếng gáy o o o, gọi bé Mi và ông nội thức giấc. Họ chạy tới bên ao nước, vớt mèo đất nhỏ lên. Nếu như muộn một chút, thì mèo đất nhỏ lại trở thành một viên đất nát rồi. Bé Mi nhìn mèo đất nhỏ vàng nhợt nói. Đây là chú mèo đất nhỏ của tôi sao? Sao lại thành ra như thế này cơ chứ? Chiếc dây buộc thêm màu đỏ lên cổ cho nó nữa. À, mèo đất nhỏ trông lại đẹp như lúc ban đầu rồi. Hai tai xinh xinh, cái đầu tròn tròn, toàn thân một màu lông đen óng. Đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng cười tinh nghịch như muốn nói với mọi người rằng từ nay tôi sẽ không kiêu ngạo nữa. Mặc dù là chú mèo được nặn bằng đất, nhưng mèo rất hiếu động và có phần kiêu kỳ, suýt chút nữa là biến thành cục đất vô dụng. May nhờ bàn tay khéo léo của ông chủ, chú mèo đất lại được xinh xắn, được chơi cùng bé Mi vui lắm. Câu chuyện về chú mèo đất thật vui các bé nhỉ. Bây giờ là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi đấy. Trước khi đi ngủ, các bé cùng nghe bài thơ Tuổi thơ ngọt lịm của nhà thơ Quang Liêm qua giọng du của nghệ sĩ Thúy Mùi. Chúc các bé ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại các bé trong chương trình tiếp theo nhé. Thân ái, chào tạm biệt. Thank you.
rủ nhau đuổi bắt lập loè lung linh đom đóm. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, hàng ngày chúng mình thường nghe thấy tiếng chim hót líu lo của các loài chim chóc. Âm thanh này vừa là tiếng hát, vừa là ngôn ngữ để cho chúng có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà từ ngày xưa, các loài chim lại không có tiếng hót đâu đấy. Vậy ai đã dạy cho chúng biết hót nhỉ? Câu chuyện sự tích tiếng hót các loài chim nào biết hót? Chính vì thế, vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng dù có trăm hoa muôn sắc, hương thơm ngào ngạt, nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng buồn bã bởi thiếu mất tiếng chim ca hót. Xem mãi những vũ khúc ghê thường, yến tiệc linh đình với các thần năm này qua năm khác, rồi cũng có lúc chán. Ngọc Hoàng thường dạo bước trong vườn ngự uyển, ngắm hoa cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng khổ thay, ngài cũng chẳng thấy khu vườn ngự uyển hấp dẫn gì cả. Nó cứ im lặng và im lặng. Ngài nhìn loài chim đậu khắp đó đây và nghĩ thầm: sao mà vắng lặng thế? Sao mà chán nản đến thế? Ôi, giá như nó sinh động hơn và tràn đầy những âm thanh dịu ngọt, thánh thót thì khu vườn sẽ giúp ta khuây khỏa sau những giờ bận rộn với công việc thiên đình biết mấy. Ngài tha thần bước đi giữa những khóm hoa đang khoe sắc, những thân cây cảnh xanh tươi tuổi mấy nghìn năm, lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Thế rồi trong trí óc của ngài bỗng lóe lên một ý nghĩ: ồ, tại sao ta không nhờ các tiên nữ dạy cho các loài chim ca hót? Giọng của mỗi nàng tiên đều rất tuyệt. Ồ, phải rồi. Sung sướng với sáng kiến của mình, Ngọc Hoàng vội quay bước trở về cung điện và truyền lệnh gọi các tiên nữ đến.
khi các tiên nữ đã tề tựu đông đủ, ngài phán: "Này các khanh, ta ra lệnh cho các khanh hãy truyền lại cho các loài chim làn học một tiên nữ. Họa Mi và Sơn Ca được hai nàng tiên có giọng hát tuyệt vời nhất truyền cho làn hơi của mình. Hai chú học trò lại rất chăm chỉ, nên chẳng bao lâu đã có giọng hót làm say đắm thiên đình. Trích Chòe, Khiếu, Cu, tuy giọng hót không hay bằng Họa Mi, Sơn Ca, nhưng không thể nói là dở. Công Chỉ vốn là học trò của hai nàng tiên múa trong cung quảng, nên được hai nàng truyền cho những điệu múa đặc sắc. Gà Trống có một nàng tiên có giọng hát khỏe, âm vang hướng dẫn, nên anh chàng có tiếng hát kéo dài, vang xa. Từ khi các loài chim chăm chỉ chuyên cần học tập, thì vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng bắt đầu vang lên tiếng chim véo von rộn rã. Hoa đẹp khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, cây cỏ xanh tươi, rung rinh theo những cơn gió nhẹ. Được những tiếng chim trong vắt, réo rắt điểm tô, khiến cho khu vườn trở nên hấp dẫn, đến mức Ngọc Hoàng và các thần cứ kéo nhau ra đó yến ẩm, bàn chuyện thiên đình hạ giới. Các loài chim chăm chỉ luyện, còn quạ, gõ kiến, vịt bầu, gà mái thì cứ việc rong chơi, mặc cho các cô tiên hướng dẫn phải chạy bổ đi tìm. Nhưng bóng chim tăm cá, dễ gì mà các nàng tiên tìm ra được những cậu, những cô học trò ngỗ nghịch bướng bỉnh. Các cô cứ than thở với nhau, nhưng không làm sao buộc được chúng đến lớp. Gõ kiến ham ăn hơn ham học, cứ đi bắt kiến bắt sâu bằng cách gõ gõ mỏ vào các thân cây sâu, cho con sâu bò ra, rồi dùng lưỡi tóm gọn con mồi. Còn quạ tham ăn hơn cả gõ kiến, ngay cả bộ cánh nó còn chả cần chăm chút nữa là việc học hành. Cứ khoác một cái áo đen xì, rồi bay đi tìm cái ăn ở xa tít mù khơi. Gà mái vốn đã cảm cái bộ vó hùng dũng và tiếng hót vang xa của anh gà trống Oai Phong, cho nên anh ta đi đâu là cô ả lại lon ton chạy theo, làm dáng đến độ anh gà trống chẳng thể làm ngơ được. Hễ cô tiên dục gà mái học là cô ả hẹn một lát, inh ỏi rồi đỏ mặt tía tai dặn ra một quả trứng để vin cớ đó mà khỏi phải học. Vịt cũng là giống phàm ăn tục uống, mới sáng bảnh mắt là mò ra hồ nước trong vườn ngự uyển ngụp lặn để bắt cá bắt tôm. Hễ bị cô tiên phụ trách quở là nó nói dối lạc lạc, chứ kỳ thật là vịt thuộc đường đi nước bước lắm, và lại từ hồ nước tới cung quảng có gì xa cho cam. Thế rồi một hôm Ngọc Hoàng ghé qua cung quảng chơi, nhân đà cao hứng ngài bảo các cô tiên: "Ngày mai ta muốn nghe tất cả các loài chim biểu diễn giọng hót của mình." Các nàng tiên vâng lệnh, dọn dẹp chuẩn bị sân khấu để các học trò của mình trổ tài. Ai có học trò giỏi cũng vui vẻ lắm, chỉ có các nàng tiên có học trò lười là khổ tâm thôi. Thế rồi sáng hôm sau, các loài chim đã có mặt đầy đủ trong cung. Ngọc Hoàng, các thần và các cô tiên xiêm áo rực rỡ, lũ lượt kéo nhau vào cung. Mở đầu buổi trình diễn là Họa Mi. Họa Mi bình tĩnh bước lên sân khấu, chú há mỏ, hót những âm thanh du dương, khiến Ngọc Hoàng rất hài lòng. Các thần và tiên nữ ngây cả người lắng nghe, được Ngọc Hoàng và mọi người tán thưởng. Cô tiên phụ trách Họa Mi vô cùng sung sướng, mắt long lanh lệ. Thật là bỏ công cực khổ. Sau Họa Mi là Sơn Ca, Khiếu, Trích Chòe, Cu lên trình diễn. Các loài này biểu diễn giọng hót riêng của mình cũng thánh thót chẳng kém Họa Mi là mấy, nên cũng được Ngọc Hoàng khen ngợi. Công và Chỉ không hót nhưng lại biểu diễn những vũ khúc tuyệt hay. Nhất là chị Công, chị xòe đuôi, quạt cánh dập dờn, bộ lông điểm màu sắc lóng lánh của chị khiến cho chị càng múa càng thêm đẹp. Khá lắm! Ngọc Hoàng hân hoan nói. Ta rất cảm ơn các khanh đã hết lòng dạy bảo các loài chim, rồi ta sẽ ban thưởng cho các khanh. Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì đến phiên gõ kiến lên sân khấu. Anh chàng đứng trên sân khấu lúng ta lúng túng, chẳng biết hót gì, mãi sau sực nhớ ra cái mỏ to tướng của mình, bèn tiến lại chỗ cây cột chống sân khấu dùng mỏ gõ, cộp, cộp, khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên. Ngọc Hoàng nổi giận quát.
Nó làm cái gì thế kia? Ôi nhức tai ta quá. Xuống. Gõ kiến tẽn tỏ bay đi. Quạ được gọi lên sân khấu. Nó sợ lắm, nhưng cũng cố gắng bước lên, rồi đứng đực ra nhìn mọi người. Ngọc Hoàng sốt ruột. Hót đi. Dạ. Quạ hoảng hồn. Dạ gian. Dạ, dạ. Dạ, dạ cái gì? Hót đi. Ngọc Hoàng bực mình gắt. Dạ. Trời đất ơi, sao nó cứ dạ hoài thế hả? Cô Tiên phụ trách quạ đau khổ bước ra tâu với Ngọc Hoàng. Vì sao quạ không thể nào hót được? Nghe chuyện Ngọc Hoàng tức giận quát. Xuống! Quạ sẽ dạ suốt từ nay trở đi. Đến phiên vịt, nó lạch bạch bước lên sân khấu. Ngọc Hoàng hỏi trước. Có biết hót không? Lạc, lạc. Vịt quen nói dối, đáp. Lạc là thế nào? Ngọc Hoàng ngạc nhiên. Sao lại lạc? Lạc, lạc. Vịt càng gào lớn. Được rồi, Ngọc Hoàng phán. Vịt sẽ lạc mãi mãi. Gà mái cũng chung số phận với vịt. Nó cứ một lát, mãi khiến Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình quát tháo om sòm. May còn có anh gà trống. Anh chàng oai vệ bước ra sân khấu, vỗ cánh dướn cổ, rồi há mỏ gáy vang. Ó ó ó ó. Tiếng gáy vang xa, hùng dũng. Đón ngày mới lên. Bà ngồi ru cháu thật êm. Ông đàn rổ ra ngoài hiên nắng vàng. Chúng em chân bước rộn ràng cùng nhau đến lớp ca vang núi rừng. Mái trường nằm dưới lòng thung, chào ngày mới để ấm từng lời cô. À ơi, à.